chú. Ông chú may mắn của ông, em. Ông chú nhà Tân Phú. Nam thần cao tráng. Nam thần cao tráng. Lady and gentlemen, quý vị đã đến với bộ sưu tập thời trang vũ trụ không dành cho loài người. Xin mời. Anh nhìn đi, mùa này anh sao á, mọi người được màu áo rất đẹp, còn anh mà áo nhạt nhòa mà nó kiểu nó tái tái. Đâu, màu xanh ngọc là màu rất là đẹp chứ. Màu đẹp như vậy, con bé nhưng mà lên cái da của anh là xanh ngọc, nó lên da trắng là đẹp. Ai cũng mặc đàng hoàng, em sọt ở đây, em coi thường người ta. Em coi thường người ta. Chị Ngọc stylist cho em á. Nữa lại là chị Ngọc. Nếu nó đẹp thì sao Ngọc không làm mà phải làm cho em? Có nghĩa là nó xấu, nó đi ngược với mọi người. Em coi Ngọc kìa, áo đẹp, quần đẹp, nhưng coi đôi giày Ngọc có vô hay không? Vô. Giống như là đang đi chạy bộ rồi vô là quay chương trình vậy. Vỗ tay, vỗ tay. Thưa quý vị, chưa có bao giờ một tập phát sóng nào mà có sự xuất hiện đầu tiên của ba cô gái đẹp của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Đó chính là Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Huỳnh Thúy Ngân, Lam Mỹ Dạ. Dạ vâng. Và thưa quý vị thân mến, dĩ nhiên quý vị cũng thấy trên sân khấu hiện tại chỉ có 4 người. Chúng ta còn 2 người nữa là những nòng cốt của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân, là những người không thể thiếu tạo ra tiếng cười và những câu chuyện thú vị dành cho quý vị. Đó chính là Trang Thái Bình, Trương Thái Bình. Mọi người đều hiểu thiếu nhân vật nào đúng chưa? Nhưng hôm nay style là nó street food. Là nó street food. Street food. Street food. Sao ta? Thức ăn đừng biết rồi nhưng mà nó liên quan gì ta? Đi ăn giặt mặc đồ này. Đó là street food. Chúng ta chào đón ông chú Tiến Luật. Trải bàn chi vậy anh? Anh đắp hết tóc mình lên được phương tiện chi vậy anh Luật? Anh làm gì á? Họ muốn anh phải vậy. Họ muốn anh phải vậy. Họ là ai? Ai mà quyền lực vậy? Biên tập của chương trình muốn tôi là ngôi sao tỏa sáng. Wow. Hồi nãy giờ đứng cũng 45 phút. Ngứa gãi không được. Ngứa gãi không được. Lúc đầu đẹp lắm. Mà đứng chung với Lâm Vĩ Dạ sửa làm sao giờ cuối cùng cái tà nó gan trước không à? Không, mà cũng đẹp mà, nhìn cũng ok mà. Nhưng mà sửa sang lại cho nó đàng hoàng, ai mà bận kỳ cục đó. Tôi phải vậy nè, mới ra dáng. Dáng gì vậy chị? Cái đó ghê hơn á, cái đó ghê hơn á chị. Này giống đôi cánh thiên thần của Victoria Secret. Anh làm vài vòng cách quốc. Anh diễn thời trang một vòng đi. Để né cho anh Luật làm vài vòng cách quốc. Lady and gentlemen, quý vị đã đến với bộ sưu tập thời trang vũ trụ không dành cho loài người. Xin mời. Được rồi, được rồi. Anh đi đánh nhau hả? Cái phong cách đánh lộn nó không hợp với chương trình này. Xuất sắc luôn á. Phong cách này nó cũng khiếp quá. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi dù có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là giữ ở trong đây một cái khuôn khổ, ở trong cái vị trí 6 người. Và chúng tôi luôn tập trung sức mình lại để nâng một người, đó chính là khách mời ở mỗi số phát sóng. Wow. Và luôn để họ tỏa sáng, chứ chúng tôi không tỏa sáng. Vì họ là khách mời, họ là người được ưu tiên tất cả mọi thứ. Xin giới thiệu tới quý vị, có lẽ quý vị chú ý hoặc không chú ý nhưng đã thấy rồi. Xin giới thiệu Lê Dương Bảo Lâm. Nhân danh cho sắc đẹp. Nhân danh cho sắc đẹp. Nhân danh cho nào? Tôi Lê Vũ Lâm đến từ ấp 1 xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.
ghê quá, ghê không? Anh mời cái người gì đâu mà phá tan nát chương trình mình vậy anh? Có đem theo chưa? Đem theo gì? Dầu múa lửa. Không. Không, 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 em nói là ngày hôm nay em thấy là ngôi sao gì anh Luật đồ này nọ, em muốn ra là phải điểm nhấn anh Luật. Rồi chùm lông bông tôi ma lúc gì mà vậy? Em mới ra anh tưởng đâu em thi bằng lái xe không á. Em chạy vòng số 8 rồi em cán rồi là em rớt cắt rồi. Thưa quý vị, là quý vị đã thấy Lê Dư Bảo Lâm xuất hiện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trang hoàng lại cho đẹp một tí và thay đồ cho đẹp một tí rồi chúng ta tiếp tục chương trình. Thưa quý vị, chào mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình 7 nụ cười xuân. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, như quý vị thấy, những cái bong bóng này tượng trưng như một ngôi sao. Rồi tất cả anh chị em nghệ sĩ đều mặc đồ có liên quan tới ngôi sao. Vì sao lại có điều này? Ngày xưa khi mình còn nhỏ, nhìn lên thấy ông sao, mình nói là một ông sao xanh, hai ông xanh sao. Một ông sao xanh, hai ông xanh sao. Ba ông sao xanh, xanh chiếu một ánh vàng. Là mình hát vậy? Đúng rồi. Rồi mình lại ước mơ một ngày đó mình sẽ được lên cái ngôi sao đó, hoặc là lên mặt trăng đó để gặp chị Hằng chú Cụi. Và trong đầu luôn có một ước mơ, ai cũng vậy thôi. Đó là khi nhỏ thôi bạn. Đúng. Còn khi lớn thì mình nhìn lên bầu trời sao là này hỡi ông sao trên cao, này hỡi ông sao trên cao. Có hay tôi đang nhớ nàng, phải chăng lúc này nàng cũng đang nhìn ông. Thì cuộc sống mà người ta nói là ước mơ là không bao giờ tốn kém, vì mình cứ mơ thoải mái thôi. Và ai cũng muốn sẽ trở thành một ngôi sao, có thể là trong lĩnh vực của mình, có thể là ngôi sao về điện ảnh, về hài kịch, về kinh doanh. Trong cái điều mà mình hướng tới, mình phải trở thành một nhân vật giỏi nhất, được nhiều người chú ý nhất. Đó là ước mơ mà ai cũng có thể mong muốn từ hồi nhỏ. Nhưng mà để làm được điều đó là điều vô cùng khó khăn, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng mà thưa quý vị là hãy cứ ước mơ, bởi vì những điều tích cực nó sẽ đến khi chúng ta mơ về những điều mà chúng ta nghĩ là bằng mọi giá chúng ta phải đạt được. Không có nghĩa là phải bỏ đi những cái thuộc về đạo đức phạm trù, nhưng mà chúng ta sẽ bằng mọi giá cực khổ cỡ nào thì cũng phải hướng tới điều đó. Thì ngày hôm nay ở đây cũng rất là nhiều ngôi sao đó, trong đó có Lê Dư Bảo Lâm đệ thì... nhất mỹ môi. Hiện tại cũng là một gương mặt vô cùng sáng giá ở làng hài kịch, ở làng livestream. Ninh Dương Lan Ngọc, ngôi sao về điện ảnh và một ngôi sao trong lòng nhiều người hâm mộ, và là có nhiều người mơ ước có cuộc sống giống như Ninh Dương Lan Ngọc. Lâm Vĩ Dạ hiện tại cũng được nhiều người yêu thương, là một ngôi sao trong làng hài kịch và một ngôi sao trong làng game show. Wow. Đúng chưa? Nhỏ em kế bên tôi, bên tay trái tôi là đến từ cây lạy, trái tôi là đến từ cây lạy, vượt hàng trăm km lên thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Hồi xưa là làm người mẫu, rồi diễn viên, rồi các kiểu. Hôm nay đã trở thành một diễn viên và được nhiều người yêu thương qua nhiều bộ phim. Và hôm nay là được nhiều người yêu thương. Kế bên là ông chú. Ông chú may mắn của em. Ông chú nhà Tân Phú. Đó. Nam thần cao tráng. Nam thần cao tráng. Là một ngôi sao về hài kịch mà duyên dáng và luôn yêu thương đàn em, đó là ông chú Tiến Lực. Wow. Luôn sẵn sàng giúp đỡ đàn em. Em Út cần là cho, cần là cho. Ngôi sao trong làng kinh doanh nữa nha. Kinh doanh cái gì đúng rồi. Trương Thế Bình là một người đẹp trai, hào hoa phong nhã, là ca sĩ, là người mẫu, bây giờ lại là diễn viên. Và đặc biệt nói điều này các bạn sẽ chú ý ngay lập tức. Các bạn có thấy một ca sĩ nào mà thành công về mặt game show hơn Trương Thế Bình chưa? Có. Ca sĩ thành công về mặt game show. Về cái việc ca sĩ là đã thành công rồi, nhưng mà ca sĩ mà để được đi đóng game, và đặc biệt là những cái game mà reality á, là diễn trực tiếp rồi bất ngờ, có ai qua Trương Thế Bình đâu? Đó là do có sự học hỏi tìm tòi mỗi ngày. Thế nên để trở thành một ngôi sao nào đó, chúng ta cứ cố gắng chịu thương chịu khó, sống chan hòa tình cảm với mọi người. Dạ. Là tự nhiên ông trời ông cho. Nãy giờ anh Giang đã nói về rất nhiều người rồi, bây giờ xin mời Dương Lâm giới thiệu về ngôi sao Trường Giang. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, năm 1983 từ vùng đất thì Tam Kỳ. Ở vùng đất Tam Kỳ Đà Nẵng, ngay cái dòng sông được mang tên là Trường Giang,
bỗng có một cái tiếng khóc chào đời. Lúc đó tiếng khóc rất là nhạt nhẽo, không ai để ý tới. Nhưng thời gian thấm thoát thôi đưa, cứ trôi vào rèn luyện trao dũa. Trôi vào. Trao dũa là cái gì? Không hiểu. Thì cái tiếng khóc oe nhợt nhạt năm ấy bây giờ đã là ngôi sao làng hài ở Việt Nam chúng ta, đó chính là Trường Giang. Thưa quý vị, để trở thành một ngôi sao không nhất thiết phải là ngôi sao trong một cái lĩnh vực đó, mà ngôi sao trong lòng ba mẹ cũng là một ngôi sao. Ngôi sao trong lòng các cô mình cũng là một ngôi sao. Vì sao? Đem lại cái điều tích cực và mang lại cho những người xung quanh mình rằng mình là người lương thiện và sống đàng hoàng với tất cả mọi người. Và thưa quý vị, xã hội có nhiều ngôi sao tốt đẹp thì tất cả mọi thứ sẽ yên bình. Và cảm ơn quý vị đã coi chương trình 7 nụ cười xuân là một chương trình ngôi sao về những điều vui vẻ trong lòng quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Yeah. Bây giờ nè, mấy lần trước em đã từng đối đầu với Lâm Vĩ Dạ? Lần trước là em một lần em đối đầu với Lan Ngọc. Rồi. Là em nói Ngọc hát cái đồ này nọ đó, là cấm con vô dập em quá trời. Rồi các em cũng xin lỗi đồ này nọ. Lần thứ hai là em chơi mà bị cái lẩu của Lâm Vĩ Dạ. Trời, cái trời lẩu của chị Dạ. Xui quá, sợ tới giờ. Thôi đừng chơi với gái nữa, tại vì mình đàn ông mà. Dạ. Giờ em muốn đấu với ai bên đây? Đấu thì em muốn đấu với một người anh của em, tính anh kỳ lắm, kinh doanh thì phát tài phát đạt rồi, nhưng mà mỗi khi em đăng thì lộp, nói chung là sao tút nào của em cũng vô quảng cáo kỳ quá, bị kỳ lắm, nên em muốn đấu với người đó. Who that boy? Who that boy? Daddy. Daddy. Là đây gì? Là đây gì? Trả lời đi. Hả? Anh không nói trả lời đi. Đó chính là không ai khác anh Đường Băng. Tiến luật. Em đại diện cho Phạm Băng Băng, lòng anh Đường Băng. Rồi, để chúng ta chờ xem thuận theo ý trời hay không. Chúng ta bốc thăm để coi thuận theo ý trời là em một đội và tiết lộ một đội không. Anh chịu không lần? Anh lúc nào cũng sẵn sàng, anh đã nói rồi. Khi em Út cần là anh cho. Vậy thì hai người không bốc thăm luôn. Những người cũng là bốc thăm thôi. Vậy là anh số 1 hay số 2? Khoan, anh Luật là số 1 hay số 2? Hai đội khác nhau, lát mình chọn thôi. Tôi chọn tôi số 2. Rồi. Lâm số 1. Rồi. Em số 1. Trời ơi. Tôi có thể chọn lại. Tôi số 1. Không. Chị chọn số mấy? Số 2 qua đây. Trời ơi. Này hỡi ông sao trên cao. Đấy, em là ngôi sao sáng nhất em mà. Ờ bánh sao vậy? Đội ok quá trời. Đội vui quá trời. Nhưng mà em chọn đấu với Lâm. Cái gì? Em muốn đấu với Lâm. Được. Thúy Ngân qua Lê Dương Bảo Lâm. Lan Ngọc qua đây. Đấy, anh đừng hối hận nha. Qua đây. Anh đừng hối hận nha. Gì kỳ vậy? Bây giờ anh phân tích cho em nè. Tại sao lại từ chối con bé này vậy? Có lý do hết. Họ đẩy về em vì sao? Trong đội em đang có một cái cặp mà lỡ họ cãi lộn là đội khỏi chơi. Họ cãi lộn là đội khỏi chơi. Không có tiêu này đâu. Tụi em là gọi là xong kiếm hợp tích. Mà đâu có làm gì tới bước đó, yên tâm đâu. Bên đội đó mà về sức khỏe là mình chơi không lại đâu đó. Ủa, chương trình này đâu có bắt khiên giác gì đâu mà sợ em. Trời ơi. Anh cần sức khỏe đâu chị. Chương trình này không có phải là sức khỏe, chương trình này vận dụng trí óc. Mà bên đó nói về trí óc có một mình Trương Thế Vinh thôi. Sao vậy? Hay rồi anh ơi. Trời ơi, cái đầu em ghê lắm. Giờ cái đầu em, cái thùy não phải của em, cái gân nó nhiều lắm. Thùy não phải nha. Bây giờ thông báo luôn, trong chương trình buổi tối ngày hôm nay sẽ có nhiều phần chơi và đa số là thiên về dùng từ ngữ. Trời ơi, chết rồi, làm sao mà lại đầy một nồi cũng có. Trời ơi, đầy một bụng ha. Mà mấy cái đó là người ta phải dùng não trái nhiều lắm em à. Chết rồi. Đây, ví dụ như Lâm nè, Lâm nè rất là giỏi về từ ngữ, là nhanh nha. Ví dụ như trái bóng này mình làm một câu thơ nè, ví dụ như làm câu 6 em làm câu 8 nè. Theo vậy hoài. Hôm nay có quả bóng tròn. Bóng này không bự bằng hột sòn của em. Đó. Thấy chưa? Bây giờ họ đem vật chất ra rồi. Tụi tôi là những nghệ sĩ nghèo đâu có vật chất đâu. Đúng rồi, sao vậy thì mình làm câu về nghệ sĩ nghèo. Đến đây với cả tấm lòng. Lòng trái, lòng phải, lòng nào cũng trong. Rất sàng. Thấy chưa? Nhiều khi câu mình đưa ra nó hơi khó, mình đúng làm lại ha. Khó quá làm lại anh. Trên trời có vạn ông sao, quá dễ. Dưới đất có vạn ngôi sao hơn trên trời. Đây quá trời ngôi sao nè.
Rồi, thưa quý vị, mỗi tương lai đều có điềm báo để dự đoán. Thì cái dự đoán cho buổi tối ngày hôm nay và đêm hôm nay thì huyết áp nó sẽ tụt dần theo thời gian về cánh trái. Và cánh phải chúng ta cứ bình tâm bước vào vòng chơi đầu tiên của 7 nụ cười Xuân. Yeah. Và ngày hôm nay cũng như thường lệ, chúng tôi xin giới thiệu những gương mặt không thể thiếu của chương trình 7 nụ cười Xuân. Xin giới thiệu Ninh Dương Lan Ngọc. Wow. Chúng ta chào đón Lê Hụt Thuyền Ngân. Và nhan sắc chưa bao giờ là phai mờ, Lâm Vĩ Dạ. Vỗ tay nồng nhiệt chào đón Trường Kevin. Người đàn ông lý tưởng cho mọi cô gái, Tiến Luật. Ủa là gì vậy? Là gì vậy? Là gì không hiểu? Không hiểu, không hiểu lắm. Ba vấp á. Mỗi người một màu sắc, cũng giống như là mỗi người một tính cách, là mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Và chúng tôi cũng không quên mời tới đây một nghệ sĩ đẹp trai, cao to, có mắt cười không ạ? Rất dễ thương. Chúng ta chào đón Thuận Nguyễn. Chào quý vị khán giả cũng như là chào các anh chị nghệ sĩ. Ngày hôm nay thì Thuận cũng rất là vui khi lần thứ hai được quay lại chương trình. Em nhớ lần đầu tiên em tham gia là mùa đầu tiên luôn á. Xin mời một nhân viên mới, trưởng phi công Thuận Nguyễn. Tội nghiệp nhỏ, lâu lâu chơi bị ân hiếp quá. Đến bây giờ mới có cơ hội quay lại với chương trình. Không, lâu lắm rồi, 6 năm. Dạ đúng rồi. Wow. Rồi 6 năm rồi gặp em không thay đổi gì cả, trong khi tụi anh thay đổi quá trời. Thay đổi gì ạ? Dạ hơn một chút. Ngày nay em trẻ đến với tâm thế như thế nào? Thật sự thì trước mắt thì em cũng xin cảm ơn ekip của 7 nụ cười Xuân. Tại vì trong cái thời điểm đó, mọi người không mất đi coi kịch đó, người ta sẽ biết em với là cương vị là người mẫu, là một á vương. Nhưng mà khi mà sờ tên Thuận Nguyễn thì sẽ có trình mà mọi người xem nhiều nhất, đó chính là 7 nụ cười Xuân. Cho nên là từ đó là mọi người biết em đến với diễn viên nhiều hơn. Ngày hôm nay thì em đến đây với tâm trí là thoải mái và chơi cùng mọi người thôi. Hy vọng là anh em chúng ta sẽ mang lại những cái khoảnh khắc thật là vui, thật là thú vị cho quý vị khán giả. Đồng ý. Nhìn cái màu lịch sự đi chơi. Em ơi, em nhỏ tuổi hơn Ngân với lại Ngọc hả? Đâu. Ủa sao anh Luật anh đây thích đụng chạm đến tuổi tác chị em? Đúng rồi, Thuận Nguyễn chắc người 95, 96 gì chứ. Em 92, em 92. Em 92 mà em vẫn nhỏ hơn Lan Ngọc. Nếu như đã kêu chị Ngọc, chị Ngân thì phải kêu là cô Dạ nha. Gì vậy anh, em lớn bé nó có mấy tuổi chứ mấy? Em 8 mấy? 89. Thôi 3 tuổi à, lớn có 3 tuổi à. Ôi, chị có 89 thôi hả? Chị có 89 thôi hả? Ngọc đừng nói. Thôi hả? Em sao quá, xin lỗi chị dạ. Em nhỏ hơn tôi có 1 tuổi thôi đó Ngọc. Không mà Ngân trẻ, mà Ngân rất là trẻ luôn á. Ngân trẻ. Trẻ nhiều so với tuổi 95 đúng không? Đúng rồi. So với tuổi 95 hả? Trời ơi, khen ngại vậy. Đâu em biết em 92 đâu. Đâu em biết em 92 đâu. Trời ơi, 92 nữa. 91 luôn. Trời ơi. Wow, vậy là Ngân trẻ, đúng trẻ rồi đó. 89, 90, 91 nè. Nhỏ nhất ở đây nha. Thôi thì cái tuổi bỏ qua đi, cái tuổi không quan trọng ở đây nữa. Đúng chơi rồi. Là chơi thôi. Đúng rồi, bên đây chơi là không có coi quan trọng tuổi tác. Cho nên là mấy gì mấy cậu rồi không có nể đâu nghe nói chứ. Toàn thể anh em chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chào mừng quý vị đến với chương trình 7 nụ cười Xuân. Anh nhìn lớn rồi anh Luật à.
đó, nhìn ghê quá Lâm Công. Bé Ngân nói nhìn đội bên đó lơm cơm quá. Cái gì hả? Lơm cơm, lơm cơm. Anh nhìn đi, mùa này anh sao á, mọi người được màu áo rất đẹp, còn anh mà áo nhạt nhòa mà nó kiểu nó tái tái. Lơm cơm. Xanh ngọc là màu rất là đẹp chứ. Màu đẹp như vậy, con bé. Nhưng mà lên cái da của anh là xanh ngọc, nó lên da trắng là đẹp. Ai cũng mặc đàng hoàng, em còn ở đây, em coi nhường người ta. Em coi nhường người ta. Chị Ngọc stylist cho em á. Nữa lại là chị Ngọc. Nếu nó đẹp thì sao Ngọc không làm mà phải làm cho em? Có nghĩa là nó xấu, nó đi ngược với mọi người. Em coi Ngọc kìa, áo đẹp, quần đẹp, nhưng coi đôi giày Ngọc có vô hay không? Vô. Giống như là đang đi chạy bộ rồi vô là quay chương trình vậy. Ủa còn mấy Ngân sao mang bốt vậy ta? Ổn đi. Ủa? Ủa em đi ổn. Ủa cái này là em mới đi quét tuyết về. Không phải, mùa thì mùa nước nổi mà. Đi bắt cá linh hả? Đi bắt cá linh hả? Chị Ngọc nói là nên mang bót đi tại chương trình để chơi nước nhiều lắm. Đúng rồi. Lại là chị Ngọc xúi em mang bót. Ủa chị Ngọc nói vậy em cũng làm hả? Rồi được rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Xin mời ra sau bàn. Ồ, mới vô rồi, có ăn rồi. Thôi về chị Ngọc. Mới mẻ đúng không? Đội. Mới nha, cái này là chia đội mới mẻ hả? Chia đội, chúng ta sẽ có mỗi người một chiếc vòng, xin mời hãy chọn. Tèn 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 tèn, đó. Rồi, cái vòng luôn là dễ nhất. Rồi, những cái đầu tiên. Dạ, vòng luôn dễ ba. Cái này có ai? Vinh Vinh qua đây nào. Rồi, em qua đó. Rồi, đỡ qua. Anh qua bên đây, anh qua bên đây nè. Anh qua cái bên này, qua cho chị qua trước. À, cái đó có chị già hả? Sẵn sàng chưa? Trời ơi, rồi, xong rồi. Là nữ là một đội rồi hả? Trời ơi. Sẵn sàng chưa? Chưa mà. Cùng nhau thì về với nhau. Hay quá. Ba đứa mình. Chào quán kia. Qua đây heo ơi. Ở mấy con gà quá kia. Tên cho đội mình, xin mời. Heo. Heo. Thôi đặt vậy mới ôm, thua rồi mấy con heo. Kỳ lắm. Thua rồi mấy con heo thì nghe nó cũng nặng đó ha. Nhưng mà chung mà chưa nặng bằng, ví dụ bên đây thua mấy con gà ta. Rồi em đỏ. Đỏ. Cái gì? Đỏ phải. Nghệ sĩ, người nghệ sĩ, người ta nói chữ nó rời rạc chút xíu. Bên đó là dùng cái tiếng kêu của gà, tôi đã dùng cái tiếng kêu của heo. MC nói thì sao? À, đội chiến thắng là đội được đâu. Đội mình sẽ tên là gì? Nó sang trọng một tí. Sang trọng. Ví dụ như là gia cầm, phải không? Bây giờ đội gia súc hả? Rồi bây giờ đặt cái là dính luôn rồi nha. Muối tiêu chanh. À, gà một cái muối tiêu chanh hả? Tiêu chanh. Rồi muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh. Nước mắm gừng, nước mắm gừng. Rồi muối tiêu chanh và nước mắm gừng. Thưa quý vị, ngay sau đây là trò chơi đầu tiên.